Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Top Sao Hàn, kênh cập nhật tin tức về các ngôi sao K-pop. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Vào dạng sáng ngày hôm nay mùng 2 tháng 5, sự kiện thời trang Met Gala 2023 đã chính thức được diễn ra. Sau nhiều đồn đoán và mong chờ thì Jennie cũng đã xuất hiện khiến fan không khỏi phân khích. Met Gala đã trở lại diễn ra vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng 5 hàng năm. Mỗi năm thì những người nổi tiếng sẽ giải quyết chủ đề thời trang của năm thông qua thời trang lộng lẫy và khó quên. Chủ đề năm nay là Karl Lagerfeld, online of beauty, tôn vinh cố nhà thiết kế thời trang người Đức, người từng là giám đốc sáng tạo của Chanel từ năm 1983 cho đến khi ông qua đời vào năm 2019 bling đã háo hức chờ đợi xem Jenny sẽ mặc trang phục mang tính biểu tượng nào của Chanel trong lần ra mắt Met Gala của cô ấy và tất nhiên thì đã không làm mọi người thất vọng Jenny chứng tỏ mình là sự kiện chính trước cả khi cô ấy đặt chân đến các bậc thang của Met Gala khi theo chân những người nổi tiếng toàn cầu ra khỏi khách sạn Jenny kết hợp chiếc váy trắng dài đến đầu gối với quần bó màu đen và giày cao gót nhọn để kéo dài đôi chân và để tóc thẳng búi ra đằng sau một chiếc băng đô tết để bộ trang phục lộng lẫy của cô ấy thêm tỏa sáng. Chính giữa váy và chân tóc của Jenny là bông hoa trà 16 cánh của Chanel mà nhiều người nổi tiếng đang đội để tôn vinh di sản của các Lederfeld. Đến thảm đỏ Met Gala 2023, Jenny tỏa sáng trong trang phục vintage đen trắng kinh điển, tiếp tục khẳng định biệt danh Human Chanel của mình. Cô ấy khoác lên mình một bộ đồ chanel cổ điển từ những năm 1990 được thiết kế bởi người đàn ông cũng là chủ đề của Met Gala năm nay, Karl Lagerfeld. Cô ấy đã mặc một bộ trang phục theo đúng chủ đề của Met Gala năm nay. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue, khi nói về trang phục của mình, Jenny đã nói: "Tôi đang mặc trang phục của Chanel từ sàn diễn những năm 90. Tôi thật may mắn khi được đội ngũ Chanel tạo lại phong cách này từ những năm 90 bộ đồ mà khác đã làm và tôi rất vui." Nhìn trang phục của Jenny tại Met Gala năm nay thì chắc chắn bạn sẽ thấy nó rất giống với bộ đồ solo mà cô nàng đã mặc trước đó. Đây cũng là thiết kế được chính giám đốc sáng tạo hiện tại của Chanel, đồng thời là cộng sự thân thiết lâu năm của các Lederfeld làm riêng cho nàng đại sứ toàn cầu. Không biết thì đây chỉ là sự trùng hợp nhất thời hay thực sự Jenny đã ngâm báo hin cho fan, nhưng không ai biết. Chủ đề này hiện vẫn đang được nhiều netizen bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng cô nàng vẫn rất xinh đẹp và đáng yêu nhưng bộ trang phục lại không mấy ấn tượng. Trong khi đó thì thành viên cùng nhóm Rose, trong khi đó thì thành viên cùng nhóm Rose lại không thể xuất hiện tại sự kiện Met Gala năm nay. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Tốt Sao Hàn. Để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất và hot nhất thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất và nhanh nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.